Rạng sáng nay, 5 căn nhà của người dân cập theo tuyến kênh Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ đổ sập xuống sông, rất may không có thiệt hại về người. Trước đây khoảng một tháng, đoạn kênh trên đã có dấu hiệu sụp xuống sông. Ngành chức năng huyện Châu Thành đã xuống khảo sát, đo đạc, đồng thời vận động người dân vào ở tại những khu vực an toàn. Thời điểm sạt lở chỉ còn một hộ dân sinh sống tại khu vực trên. 8 giờ mấy, 9 giờ đó là em nghe điện thoại cái đùng. Cái em tưởng là như trên nóc nhà nó xô qua xô lại thôi. Rồi em vô em nằm nữa, cái hồi em nghe gì mà gắt. Cái em chạy ra em giờ không có gì hết. Rồi cái hồi vô nằm ở 10 giờ 45 rồi. Cái đi ra cái nghe gì nó gắt nữa. Là vừa mở cửa gào ra chạy tới đằng kia là nó đi nguyên giờ xuống sông. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng, còn khoảng gần 10 căn nhà trong diện nguy hiểm cần di dời. Ông Phan Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho biết, đã cử công an, dân quân đến giúp người dân cứu vớt tài sản, hỗ trợ di dời vật dụng. Đồng thời phía huyện cũng hỗ trợ mỗi hộ thiệt hại 3 triệu đồng. Hướng hỗ trợ sắp tới theo quy định, tiếp tục di dời những hộ dân trong khu vực sạt lở đến nơi an toàn.